hơn cả Singapore. Đó chính là VinCity, đại đô thị với quy mô chưa từng có. Hơn cả một nơi ở, đó chính là chốn an cư hoàn hảo cho nhiều thế hệ. Hơn cả một lựa chọn, đó chính là nơi sức sống ngập tràn với vô vàn tiện ích. Hơn cả một giấc mơ, đó chính là cuộc sống đủ đầy ngay trong tầm tay bạn. VinCity, đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa. Chào tất cả các bạn, tôi đã có mặt ở cái khu vực siêu dự án VinCity Gia Lâm của Vingroup, 420 hectare và nó lớn hơn VinCity Sportia rất là nhiều. Mời các bạn cùng tôi vào khám phá cái dự án này nhé. Công trường này nó có thể nhìn từ thấy từ rất xa, cách vài cây số. Đơn giản vì cái số lượng cầu tháp ở đây lên tới cả vài chục cái, mà các bạn có thể nhìn thấy nó như một cái cánh rừng vậy. Tuy nhiên là cái số lượng cầu tháp này nó mới là đang chỉ phục vụ cho một cái phân khu của cái dự án này mà thôi. Quá là khủng khiếp. VinCity Gia Lâm thì nó nằm giữa quốc lộ 5A và 5B, từ Hà Nội đi Hải Phòng, và nó sẽ là một trong những cái khu đô thị hạt nhân của Hà Nội trong tương lai. Và theo tôi được biết thì dự kiến năm sau thì Gia Lâm sẽ lên quận. Nói chung là mọi việc nó cứ như là nó vẽ sẵn ra cho Vingroup vậy. Vậy VinCity Gia Lâm nó có cái gì đặc biệt? Thứ nhất là nó siêu lớn, 420 hectare các bạn ạ. Nó có cái trường đại học đầu tiên của Vin, đấy là Vin Uni. Và ngoài ra nó còn có một cái hồ nước mặn, một cái hồ nước mặn đầu tiên của Hà Nội, với bãi cát trắng xung quanh. Và đó cũng là một cái lý do mà nó có tên là VinCity Ocean Park. Và dự là dân nội đô sẽ phát cuồng và ghen tị vì cái hồ nước mặn của Vingroup mất. Như thế là các cái tiện ích đẳng cấp của Vin nó càng ngày nó càng hoàn thiện dần. Tất cả các khu đô thị mới của Vin nó đều có trường liên cấp VinSchool, bệnh viện đa khoa VinMec, siêu thị VinMart, trung tâm thương mại Vincom và bây giờ là đại học VinUni. Tôi không nắm rõ về các cái đơn vị xây dựng của Vin ở cái dự án VinCity Gia Lâm này, nhưng mà nhìn qua cầu tháp thì hình như tổng thầu là Hòa Bình, công ty Hòa Bình. Vin có cái truyền thống là hay sử dụng các cái đơn vị thi công của Việt Nam như Cotecom, Unicom, Hòa Bình. Tôi còn nhớ là cái tòa nhà Landmark 81 của Vin. Đây là một cái tòa nhà, hiện tại nó là một cái tòa nhà cao nhất Việt Nam ở, và nó tọa lạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó cũng là một trong những cái tòa nhà cao nhất thế giới, một trong những tòa nhà cao nhất thế giới được xây dựng trong năm 2018. Và nó được xây dựng bởi người Việt Nam và bởi một công ty Việt Nam. Đó là một cái niềm tự hào dân tộc, rất là tự hào các bạn ạ. Còn nhớ là lúc mới đầu thì Vingroup đã cho đấu thầu công khai để chọn cái đơn vị xây dựng cái tòa nhà Landmark 81 này. Trong đó thì đương nhiên là có cả những công ty nước ngoài và có cả các cái đơn vị thầu phụ nước ngoài.
Nhưng mà cuối cùng thì Vin vẫn chọn một công ty Việt Nam, đấy là Cotecom làm tổng thầu. Dù cái đơn vị này nó chưa có cái kinh nghiệm xây những cái tòa nhà nó cao quá 60 tầng. Tuy nhiên là cuối cùng họ đã xây được cái tòa nhà Landmark 81 tầng. Quá là siêu, quá là tự hào. Còn về tiến độ mà xây dựng hiện tại đối với Vin thì khỏi phải bàn, vì là họ hay cam đoan với khách hàng là sẽ giao nhà đúng hẹn. Và đương nhiên là họ sẽ gây áp lực lên tổng thầu cũng như các đơn vị xây dựng của họ khác, làm sao phải đảm bảo được cái thời điểm bàn giao. Một số các cái dự án của Vin gần đây đang đa dạng hóa các cái phân khúc bất động sản. Ví dụ như là VinCity, tôi đang thấy có các cái căn hộ mẫu. Tôi xem các căn hộ mẫu thì có nhiều căn hộ như cái loại studio ấy, nó chỉ có một phòng ngủ thôi, nó có diện tích chỉ khoảng từ 20-30 m² thôi. Và đương nhiên là với cái kiểu như thế này thì khách hàng sẽ có nhiều những cái tầng nấp và cũng có nhiều cái sự lựa chọn hơn khi quyết định định cư ở VinCity. Cũng một phần có vẻ như là Vin đang áp dụng cái cách thức nó giống như ở cái khu Eco Park. Khu Eco Park nó chỉ cách VinCity dân âm chỉ khoảng vài cây số thôi. Vậy vì sao mà Vin lại chọn Gia Lâm để phát triển VinCity? Có thể nói Gia Lâm nó nằm một trong những cái nơi đầu tiên của Vin để phát triển cái VinCity. Kế tiếp sau đó là họ khởi công VinCity Tây Mỗ, Đại Mỗ và có cả VinCity ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường bất động sản thì đang ảnh hưởng đến đang hướng đến cái phân khúc bất động sản trung cấp, và Vin cũng đang hướng đến nó. Còn về vị trí thì đương nhiên là họ luôn có cái chiến lược chọn vị trí từ rất lâu rồi. Ví dụ như là nếu ở nơi nội đô, họ sẽ chọn các cái vị trí nó phải ở trung tâm, nó phải là đất vàng, hoặc nó có một cái ưu thế đặc biệt về cái sinh thái để mà họ phát triển cái dòng Vinhome. Ví dụ như là cái Vinhome Riverside ở bên Long Biên cũng gần đây này, hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh thì có Vinhome Central Park và Vinhome Golden River, nó ở quận 1 đấy. Và nó những cái Vinhome này thì nó hướng ra sông Sài Gòn. Ở đó nó có cái không gian và cái mặt nước khá là rộng lớn. Còn các khu vực khác, ví dụ như là Vinhome Green Bay chẳng hạn, hoặc là Vinhome Metropolis, hoặc là Vinhome Smart City ở Nguyễn Trãi, đấy đều là những cái khu vực đất vàng hoặc là đất kim cương của Hà Nội. Đấy chính là cái lựa chọn cái vị trí của Vin. Nhưng chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy là cho dù họ có chọn cái vị trí nào đi chăng nữa, và mỗi khi họ họ khởi động một cái dự án bất động sản ở nơi nào ấy, thì cái quy hoạch hạ tầng lân cận quanh cái khu vực đó nó cũng đều thay đổi, nó thay ra đổi thịt từng ngày. Đấy, giá trị bất động sản ở quanh đó cũng tăng lên, nhiều người được hưởng lợi hơn. Còn VinCity chọn Gia Lâm vì cái khu vực này nó sắp lên quận rồi, và nó nằm giữa những cái trục đường rất là quan trọng. Những cái trục đường này có thể kết nối, ngoài kết nối với khu trung tâm Hà Nội, nó còn kết nối với các tỉnh thành khác.
Và một điều nữa là cái khu vực này nó có cái quỹ đất cực lớn mà để cho họ phát triển theo các cái ý tưởng và cái kế hoạch của họ. Còn nếu mà không có quỹ đất thì nó sẽ bị bó hẹp cái ý tưởng. Chúng ta chỉ cần nghĩ đơn giản như thế thôi. Còn riêng đối với người dân hoặc là những cái khách hàng của Vin ấy, thì đây là cơ hội để người ta sở hữu nhà ở với đầy đủ các cái diện tích, cái tiện ích. Sẽ có hàng vạn người có cái cơ hội này. Và chúng ta có thể thấy là từ cái khu vực Gia Lâm này, nếu mà chúng ta lái xe về nội đô thì nó mất chừng 10 đến 20 phút thôi. Đấy là tính là nếu nó không tắc đường thôi. Nên chúng ta vẫn có thể nói là nó cũng không xa nội đô là mấy. Cái việc phát triển của Vin nó cũng trùng với lại các cái kế hoạch phát triển của Hà Nội cũng như của nhà nước. Thì sắp tới thì Hà Nội sẽ có 4 cây cầu, nó bắc qua sông Hồng và sông Đuống. Những cái cây cầu này nó sẽ kết nối với Gia Lâm. Và theo kế hoạch của Hà Nội thì trong tương lai Gia Lâm cũng từ lâu rồi thì cũng sẽ là một cái vùng để giảm tải cái gánh nặng nhà ở cho cái vùng lõi trung tâm của Hà Nội. Cho nên là cho dù nếu không phải là Vin thì cũng sẽ là một cái đơn vị khác mà thôi. Theo tôi thì cái trung tâm Hà Nội đến một cái lúc nào đó nó cũng sẽ trở lên nó cực kỳ quá tải. Nó quá tải về hạ tầng, quá tải về quản lý phương tiện, quá tải về quản lý con người. Tôi nhớ ngày trước Hà Nội có cái chủ trương di chuyển các cái trường đại học ra khỏi nội đô để giảm tải các áp lực lên cái hạ tầng. Tuy nhiên cái câu hỏi là sau khi họ di chuyển các trường đại học thì những cái mảnh đất vàng ấy nó sẽ được sử dụng như thế nào? Hay là nó sẽ lại được biến thành những cái chung cư cao tầng? Như thế nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Tôi nghĩ cái việc phát triển các cái khu đô thị vệ tinh, ví dụ như là VinCity Gia Lâm này chẳng hạn, là một cái phương án hay. Tuy nhiên là hạ tầng và các cái tiện ích trong đó nó phải đồng bộ, nó phải thu hút và nó phải kết nối dễ dàng với cái nội đô thì người dân mới chuyển dần ra khỏi nội thành được, ra khỏi khu nội đô được. Và như hiện tại tôi thấy Vin đang làm rất là tốt. Đương nhiên có thể chúng ta thấy là nhà nước hoặc là chính quyền có thể là nhiều khi có thể thấy nó có vẻ là có quá ưu ái cho Vin. Nhưng mà quả thật đó cũng là một cách mà để khuyến khích các cái doanh nghiệp khác để họ phấn đấu được như Vin. Chúng ta đang rất cần có những doanh nghiệp như Vin để hỗ trợ phát triển kinh tế và cải thiện hạ tầng, đồng thời cũng nâng cao cái chất lượng sống của người dân, để người dân tiếp cận dần được với những cái mức sống nó cao hơn. Còn đối với VinCity Gia Lâm thì sau này nếu mà cái khu vực này nó đạt mục tiêu của thành phố Hà Nội và của Vin thì tương lai sẽ có nhiều VinCity hơn nữa ở các cái vùng khác cũng như các cái tỉnh thành khác trên cả nước. Tôi cũng mong là như thế đấy các bạn ạ.